Chào bác, bên em tiếp tục lên sóng cho anh em mẫu quản lý nguồn rất là cao cấp đến từ nhà phân phối DMX. Ở đây là phiên bản H860. Và hôm nay bên cả anh em đi rất nhiều đơn hàng và tiện đây thì làm ngay một video nữa để gửi tới anh em khách hàng chúng ta đang quan tâm đến bộ sản phẩm quản lý nguồn của DMX, đặc biệt là phiên bản cao cấp nhất này H860 thì liên hệ trực tiếp bên Tùng nhé. Giá này ngày hôm nay hiện tại thì bên cả anh em vẫn đang để giá tốt nhất là 1.200.000 đồng cho đó bên em bao ship, và khi chúng ta nhận hàng được phép kiểm tra hàng và thanh toán sau. Sản phẩm rất là chất lượng cho anh em lựa chọn. Với hai tông màu mạnh mẽ đây các bác, hai tông màu này rất là dễ phối đồ rồi. Đa phần chúng ta sẽ sử dụng hai màu đó là màu đen và bản màu trắng. À, anh em thích bản màu sang thì các bạn nhận cho em phiên bản DMX màu trắng nhé. Còn anh em mà muốn phối kết hợp với những dàn máy âm thanh khỏe khỏe một chút và đồng màu như màu đen thì em thấy là đây là một cái màu mạnh mẽ thì anh em lựa chọn cho em phiên bản màu đen này. Với các tính năng thì hai con nó không có điểm gì khác biệt cả, bởi vì nó chung một bo mạch thôi. Nó chỉ khác một chút về mặt giao diện thiết kế bản màu trắng và bản màu đen thôi. Nên anh em hoàn toàn có thể lựa chọn hai phiên bản này ghép nối trực tiếp vào dàn máy. Với các tính năng rất là đơn giản dễ dàng cho anh em lựa chọn và sử dụng, 8 ổ cắm phía mặt sau đây các bác nhé. Và các ổ cắm này thì sẽ có 8 cái ký hiệu, tức là 8 nút bấm nằm ngay ở mặt giao diện mặt trước đây các bác nhé. Từ xe 1 cho đến xe 8 tương với 8 ổ cắm phía mặt sau. Và đương nhiên cũng sẽ có lỗi đầu 100% rồi, chúng ta cắm điện vào chống mo ve chụp tròn rất là tốt. Thêm nữa là có hai ổ cắm mặt trước nữa. Với DMX H860 em cảm nhận này, đây là cái phiên bản nó quá nhiều ổ cắm, với 10 ổ cắm tất cả các bạn. Bình thường anh em cắm rất là máy âm thanh chỉ cắm đến khoảng độ tầm 5 đến 6 món thôi là quá nhiều rồi đúng không ạ? Sau khi đó thì chúng ta đã có dư ra đến 4 ổ cắm thì chúng ta phải cắm thêm các thiết bị để bảo vệ ngay lập tức, như là sử dụng điện thoại di động chúng ta hay sạc điện thoại chúng ta cắm ổ trước này, hay là sử dụng TV, quạt này, rồi là tất cả các cái thiết bị mà chúng ta cần có cái bộ ổn định nguồn điện hoặc là sử dụng cần đảm bảo an toàn, chúng ta hoặc có thể là sử dụng bảo vệ các thiết bị điện và đồ điện sử dụng nữa, không chỉ là bảo vệ dàn máy âm thanh. Và trên này thì sẽ có ngay đó là nguồn điện áp các bác nhé, nó sẽ hiển thị ngay đây là cái phần mặt màn hình. Và cái em này thì có một tính năng rất là hay và em phải nhắc luôn cho anh em nhớ, đó là giới hạn nguồn điện áp thấp. Khi mà chúng ta sử dụng các trang thiết bị âm thanh thì đương nhiên rồi, nó phải đảm bảo là đủ nguồn điện cấp vào dàn máy, bởi vì một dàn máy anh em hoạt động công suất nó rất là lớn, cũng như là nguồn điện phải đủ tải để đánh được cái dàn máy như vậy. Chứ nếu như nguồn điện áp mà thấp thì dường như là nó sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến các thiết bị âm thanh. Về lâu về dài, em khẳng định luôn, nếu như chúng ta cứ sử dụng trong cái nguồn điện áp thấp dưới 220V thì về lâu về dài dàn máy anh em chắc chắn sẽ gặp vấn đề. Và cái mẫu sản phẩm này thì có một tính năng rất là hay, ví dụ như là dưới nguồn điện áp 220V xuống cái khoảng tầm 217, 218 hoặc thậm chí là nhỏ hơn nữa thì dường như các tính năng ở trên này sẽ không sử dụng được nữa. Đó là một tính năng rất là hay, nó sẽ làm hạn chế đi cái nguồn điện áp thấp, tức là những cái tính năng hoàn toàn sẽ bị vô hiệu hóa nếu như nguồn điện áp của anh em ở trên mặt màn hình giao diện điện tử hiển thị dưới 220V. Một tính năng rất là hay và đặc biệt, rất ít những cái dòng mà sản phẩm quản lý nguồn có thể làm được điều này. Bởi vì sao ạ? Đa phần là quản lý nguồn sẽ không tác động trực tiếp đến cái nguồn điện áp cao cấp thấp làm gì, chỉ trên có những cái mẫu sản phẩm mà có giới hạn nguồn điện thôi nó mới làm được, và đấy chỉ có trên những mẫu quản lý nguồn cao cấp thôi. Và phiên bản DMX H860 có thêm tính năng này nữa, thế là em cảm thấy là rất là hài lòng và tự tin là sử dụng dàn máy âm thanh, tránh hiện tượng là chúng ta chơi nguồn điện áp quá yếu, nó về lâu về dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dàn máy, có khi là hỏng hóc bất cứ lúc nào, mà chúng ta cần phải có một con quản lý nguồn như thế này. Và hơn nữa thì các tính năng bật tắt rất đơn giản của DMX H860 thì em nhắc lại cho anh em một lần nữa, nó đơn giản thôi. Khi chúng ta muốn bật tắt các thiết bị âm thanh theo một quy trình trình tự đúng thì đầu tiên chúng ta phải làm đó chính là cắm đúng đường cổng đầu tiên. À, tức là khi mà chúng ta cắm các thiết bị âm thanh đúng rồi ở trên cái mặt sau của mẫu sản phẩm DMX H860 rồi thì chúng ta bật theo một cái quy trình rất là đơn giản, đó là nhấn SVK, bật tắt tự động. Theo chế độ tự động sẽ tắt từ 8 về 1 hoặc là bật từ 1 lên 8. Và khi mà chúng ta đã cắm đúng cổng tín hiệu đầu tiên vào rồi, mic vang lưng tiếng lọc xì, các bác cắm cho em cổng đầu tiên. Cuối cùng là âm mic cơ sở cục đẩy, các bác cắm cho em 6, 7, 8. Khi mà chúng ta thao tác theo chế độ tự động, chắc chắn sẽ không bị hiện tượng kêu loa sùi sùi cả loa như một vài anh em thao tác sai nữa. Và ngoài ra thì có thêm một tính năng bật tắt nữa cũng rất là hay và hiệu quả. Chúng ta muốn bật tắt từng cổng, tức là chúng ta không muốn bật cả dàn máy đây, chúng ta chỉ cần bật một thiết bị thôi, thì hãy nhấn trực tiếp vào các nút này trên này nhé, để chúng ta bật theo chế độ từng cổng, từng kênh một. Ok, và góc tay phải màn hình là áp chất chống cháy C63, áp vô cùng quan trọng trong quá trình sử dụng mà không may nguồn áp xảy ra hiện tượng cháy chập, lổ thiết bị âm thanh có vấn đề trục trặc hoặc là bị sét đánh xuống quá tải với nguồn điện, thì cái áp này nó sẽ tự ngắt ngay cầu ra, đảm bảo an toàn cho nguồn điện hay thiết bị âm thanh của anh em hoạt động cách hiệu quả nhất. Và với những mẫu quản lý nguồn cao cấp thì sẽ có thêm một tính năng đặc biệt mà chỉ có trên những mẫu quản lý nguồn có bộ lọc nguồn với các bạn. Đây là bộ lọc nguồn của DMX H860. Với bộ lọc nguồn này thì nó sẽ lọc tín hiệu, lọc nguồn điện sạch cực kỳ là tốt và chất lượng, đảm bảo an toàn khi chúng ta sử dụng và trải nghiệm thành gia đình. Và ngày hôm nay
Thì bên cửa hàng em đã mang đến cho anh em một trong những mẫu quản lý nguồn vô cùng chất lượng. Sự kiện gia đình phòng trà phiên bản này đều chơi được hết cả các anh em, và rất là an toàn, đảm bảo an toàn thực sự đúng không ạ? Và khi mà chúng ta có được mình muốn quản lý nguồn thì bật tắt dàn máy đơn giản dễ dàng, bảo vệ an toàn các thiết bị điện. Đó là những gì có anh em cần ở trên một cái quản lý nguồn. Và xin giới thiệu cho anh em phiên bản DBX H860. Hôm nay đi đường rất nhiều anh em khách hàng. Bản màu trắng, bản màu đen giá thành như nhau, 1.200.000 đồng. Nhận hàng được kiểm tra hàng và thanh toán sau, anh em hoàn toàn được phép mở nội thất nếu các anh em vẫn chưa tin tưởng bên cửa hàng em. Và video của em xin dừng lại tại đây. Anh em muốn mua quản lý nguồn giá rẻ chất lượng đặc biệt là DBX, liên hệ trực tiếp với em Tùng 0979629333. Chúc anh em nhận hàng ưng ý với mẫu quản lý nguồn chất lượng cao cấp DBX H860 Việt Nam. Xin chào.